Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay do ảnh hưởng của quá trình tăng áp yếu từ phía Bắc kết hợp với quá trình hội tụ gió Tây Nam mực 5.000m nên tại Bắc Bộ sẽ có khả năng tăng mưa trở lại. Một số nơi có thể đạt ngưỡng mưa vừa, mưa to. Trong cơn mưa dông còn kèm theo tình trạng gió giật mạnh nguy hiểm. Vì thế quý vị vẫn nên lưu ý đề phòng. Dự báo là thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Còn lại ban ngày trời có lúc giảm mưa và hưởng nắng. Nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức 30 cho đến 33 độ. Tiết trời còn khá dễ chịu. Lưu xuống các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải miền Trung ngày hôm nay, quá trình hội tụ trên mực cao cũng có thể gây mưa cho các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rải rác với vùng mưa được dự báo tập trung nhiều hơn tại các tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thời gian mưa chủ yếu vào đêm và sáng. Vào ban ngày mưa sẽ giảm, trời có nắng với mức nhiệt phổ biến từ 30 đến 33 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa tại khu vực này xảy ra không nhiều, mang tính chất cục bộ và tập trung chủ yếu vào chiều tối. Còn ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ lúc trưa phổ biến là từ 31 cho đến 34 độ. Vào sâu khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay, thời tiết ban ngày phổ biến có nắng ráo, với nhiệt độ cao nhất trưa chiều dao động từ 31 cho đến 34 độ. Tuy nhiên, về đêm và sáng, những cơn mưa rào có thể xảy ra nhưng sẽ không đều về diện, chủ yếu tập trung tại các tỉnh Nam Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tiếp theo sẽ là các thông tin thời tiết trên các đô thị lớn. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay và sáng sớm trời nhiều mây, đôi lúc có mưa rào, khí hậu khá mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 25-26 độ. Sau đó vào ban ngày mưa giảm hơn, nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Nhiệt độ ban trưa sẽ đạt khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Với kiểu thời tiết có mưa như thế này, khi lưu thông quý vị vẫn nên mang theo các vật dụng che mưa để tránh bị ướt bởi những cơn mưa rào bất chợt. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng ngày hôm nay trời cũng chuyển nhiều mây hơn, những cơn mưa rào sẽ tập trung vào khoảng sáng sớm và chiều tối. Khí hậu mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở khoảng 25-26 độ, đồng thời nền nhiệt ban ngày cũng không tăng quá cao, phổ biến trong khoảng 31-32 độ. Nhìn chung kiểu thời tiết này cũng phần nào ảnh hưởng và làm gián đoạn quá trình giao thông cũng như là các hoạt động ngoài trời của người dân thành phố. Ngoài ra, các tàu thuyền trên khu vực cảng biển cũng nên hạn chế tốc độ và chú ý quan sát khi ra vào cảng để đảm bảo an toàn. Ghé thăm thành phố Đà Nẵng trong hôm nay, thời tiết cũng không có nhiều biến đổi. Trời vẫn phổ biến ít mưa và có nắng vào ban ngày. Nhiệt độ ban trưa có thể đạt xấp xỉ là 34 độ. Nhìn chung thời tiết tạnh ráo nên hoàn toàn ủng hộ cho các kế hoạch tham quan du lịch cũng như các hoạt động dân sinh diễn ra trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, trong hôm nay, quý vị có thể tranh thủ thời tiết tốt để ghé thăm Cù Lao Chàm. Nơi đây được biết đến là khu vực đảo có hệ sinh thái vô cùng đa dạng với nhiều loại hải sản quý hiếm và dạng san hô nhiều màu sắc. Không chỉ có vậy, Cù Lao Chàm còn mang đến một vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên, cũng như sở hữu những bãi biển trong xanh và bờ cát dài trắng mịn. Nước biển trong đến mức có thể nhìn xuống tận đáy chính là những điều tuyệt vời nhất mà Cù Lao Chàm đem đến cho các du khách. Trên vùng cao nguyên tại thành phố mang tên Buôn Ma Thuột, vào 24 giờ tới, lúc ban ngày trời khá nắng ráo với nhiệt độ vào lúc buổi trưa sẽ tăng lên ngưỡng là 32 cho đến 33 độ. Thời tiết nói chung là khá thuận lợi cho người dân chăm sóc và thu hoạch cây trái. Chỉ lưu ý đang trong giai đoạn chuyển mùa nên lượng mưa tại nơi đây chưa xuất hiện đều. Vì vậy quý vị vẫn nên chủ động những biện pháp điều tiết nước hợp lý để đảm bảo năng suất cây trồng, tránh những thiệt hại do điều kiện thời tiết. Dừng chân tại thành phố mang tên Bác trong ngày hôm nay, thời tiết nói chung không biến động quá nhiều. Tiết trời vẫn khá oi nóng vào ban ngày với mức nhiệt khoảng 33-34 độ. Nếu lưu thông vào thời điểm ban trưa thì quý vị vẫn nên chuẩn bị thêm các vật dụng tránh nắng như là khẩu trang, kính râm, áo khoác để tránh những tác hại của tia cực tím. Sau đó vào chiều tối, mưa rào cục bộ có thể xảy ra tại thành phố nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Đồng thời, nền nhiệt hạ dần xuống mức 25-26 độ. Tìm đến thành phố thuộc giải đất miền Tây trong ngày hôm nay cũng như vài ngày tới, thời tiết tại Cần Thơ vẫn phổ biến có nắng vào ban ngày, nhiệt độ ban trưa sẽ đạt khoảng 33 độ. Từ trưa chiều, những cơn mưa cục bộ có thể xuất hiện tại thành phố nhưng chỉ diễn ra trong thời đoạn ngắn. Càng về đêm, bầu không khí sẽ trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn khi nền nhiệt hạ nhanh xuống mức thấp nhất, phổ biến từ 25-26 độ. Độ ẩm hôm nay tại thành phố là từ 62 cho đến 88%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.